Liên quan đến tình hình tại Syria ngày 25 tháng 8, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hiện diện ở Syria cho tới khi có thể đánh bật được tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng khỏi nước này. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, ông Biden nêu rõ người Thổ Nhĩ Kỳ đã có sự thay đổi tư tưởng dần dần. Theo đó, họ nhận ra rằng IS là mối đe dọa đối với vận mệnh của Ankara. Tuyên bố trên của Phó Tổng thống Mỹ được đưa ra giữa lúc chính quyền Damas phản ứng dữ dội trước việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa xe tăng, xe bọc thép và nhiều binh lính vào khu vực lãnh thổ miền Bắc Syria. Chính quyền Syria cho rằng những hành động này đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của nước này. Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh rằng cuộc chiến chống khủng bố nên chỉ được tiến hành phối hợp và có sự cho phép của Damas. Nga cũng bày tỏ quan ngại về những động thái của Thổ Nhĩ Kỳ. Bất chấp phản ứng mạnh mẽ của chính quyền Syria, theo hãng tin AFP ngày 25 tháng 8, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục đưa thêm nhiều xe tăng và xe bọc thép vượt biên giới vào khu vực miền Bắc Syria với lý do để xóa sổ IS và truy quét các tay súng người quốc. Theo AFP, một đoàn xe tăng đã đi qua một con đường đất ở thị trấn biên giới Kakamit phía tây Thổ Nhĩ Kỳ trước khi tiến vào miền Bắc Syria. Đi sau đoàn xe tăng là khoảng 10 xe thiết giáp. Những chiếc xe tăng này sau đó đã gia nhập đoàn xe tăng tới thị trấn Jarablus, địa điểm cuối cùng mà IS kiểm soát dọc biên giới Syria, nằm ở miền tây Bắc Syria. Theo giới quan sát, việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vượt biên giới vào Syria thực chất là kế hoạch của Mỹ và đồng minh trong khu vực nhằm tìm cách thiết lập một vùng đệm hoặc nơi trú ẩn an toàn trong lãnh thổ Syria mà lực lượng ủng hộ chính phủ Syria không thể tấn công, và từ đó lực lượng đối lập Syria do phương Tây hậu thuẫn có thể tiến hành các hoạt động sâu hơn trong lãnh thổ Syria.